Thưa quý vị, cùng với các ngành kinh tế khác, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch thành phố trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, ngành du lịch thành phố đã sẵn sàng đón khách trở lại từ tháng 11 năm 2021 với thông điệp truyền thông Đà Nẵng Now Open, Đà Nẵng đón bạn trở lại. Hiện nay, việc đón khách nội địa tại thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai trong bối cảnh bình thường mới, theo phương châm chủ động, thích ứng, linh hoạt. Khách du lịch đến Đà Nẵng có thể đi lẻ hoặc theo chương trình du lịch của công ty lữ hành và đảm bảo thực hiện đúng các quy định về người ra vào thành phố. Tuy nhiên, theo khảo sát, hiện các đơn vị còn dè dặt trong việc mở cửa trở lại do điều kiện thời tiết mưa bão, tâm lý khách chưa sẵn sàng để đi du lịch, trẻ em chưa tiêm vaccine. Do đó, việc mở cửa vận hành trở lại các hoạt động du lịch vẫn còn khó khăn. Về phía các doanh nghiệp du lịch, đó là các đơn vị cung ứng dịch vụ, các công ty vận chuyển, các nhà hàng, các khách sạn. Thực ra là họ cũng đắn đo trong cái việc là có nên mở cửa trở lại hay không. Bởi vì nếu mở cửa hoạt động trở lại, họ cũng phải chuẩn bị nguồn nhân lực rồi set up một cái chi phí tốn kém không phải là nhỏ. Cho nên là có một số cái doanh nghiệp người ta cũng lưỡng lự trong cái việc là nên chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc mở cửa hay không. Chính cái yếu tố đó nó sẽ tạo nên khó khăn cho các nhà lữ hành trong quá trình mà chọn các cơ sở cung ứng dịch vụ để đưa vào những cái tour phục vụ cho du khách. Ngoài một số khu điểm du lịch do nhà nước quản lý đã mở cửa như danh thắng Hoành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, các điểm du lịch khác đều chưa hoặc mới mở lại một số dịch vụ. Phần lớn các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú đều đang trong giai đoạn chuẩn bị thăm dò thị trường, từng bước mở cửa lại từ tháng 11, tháng 12 tới. Trách nhiệm hiệp hội làm sao phải kết nối các doanh nghiệp lại, có sớm được các cái sản phẩm trọn gói, các sản phẩm từng phần để chúng ta triển khai chào bán du khách. Thì đây là một nhiệm vụ rất lớn. Hiệp hội đã có những trao đổi thường xuyên với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và đã hình thành các cái nhóm công tác. Trong đó thì có các cái nhóm về phục hồi các cơ sở dịch vụ, có các nhóm về hình thành sản phẩm, có các nhóm về tổ chức quảng cáo truyền thông. Thì hiện nay chúng tôi đã kêu gọi các cái doanh nghiệp hiệp hội đăng ký tham gia cái lộ trình phục hồi. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí là chấp nhận thua lỗ, nhưng cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng vẫn quyết tâm khôi phục hoạt động để không bỏ lỡ cơ hội phục hồi của du lịch Đà Nẵng. Ngành du lịch thành phố sẽ bắt đầu đón khách liên vùng từ tháng 11 năm 2021, đồng thời chuẩn bị kế hoạch triển khai đón và phục vụ khách quốc tế theo phương án và phê duyệt của chính phủ, hướng dẫn thực hiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành liên quan trong thời gian sớm nhất có thể.